tăng, đây là còn gọi là cái tăng mà chứa cái dầu thải. Cảnh làm việc bây giờ là sau khi tập bài xong thu dọn, và những người làm ở đây khổ cực không khác gì cái nô lệ thời thượng cổ. Vừa tối vừa bụng ở phía dưới đáy mọi người làm trong cái không khí bụng ô nhiễm. Tất cả đều đang rất là cố gắng. Dự kiến hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2012, công việc đang gấp rút, và đặc biệt là cái tăng chứa dầu thải là phải hoàn thành trong vòng 2 ngày. Tất cả công việc ở đây không có cái máy vacuum để hút nên